Hội Hữu nghị Việt Nam Trung Quốc thành phố Cần Thơ đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội có sự tham dự của ông Từ Châu, Phó Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, cùng các vị nguyên là lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Hữu nghị Việt Nam Trung Quốc thành phố Cần Thơ đã quán triệt phương châm chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, triển khai nhiều hoạt động với hình thức và nội dung phong phú như gặp gỡ, giao lưu hữu nghị, trao đổi đoàn, cầu nối hợp tác kinh tế, văn hóa, từ thiện nhân đạo, vân vân, là nòng cốt duy trì các chương trình hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và thành phố Kết Nghĩa, Sáng Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đại hội đã hiệp thương cử ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 23 ủy viên. Dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam Trung Quốc thành phố được trao tặng bằng khen của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Ba cá nhân có thành tích đóng góp trong công tác đối ngoại nhân dân cũng được nhận bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.